Sau đây là kết quả xổ số Đà Lạt, Chủ nhật, ngày 8 tháng 5 năm 2022. Giải 8, trị giá 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 70. Giải 7, trị giá 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 434. Giải 6, trị giá 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 3268, 8864, 5473. Giải 5, trị giá 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 3210. Giải 4, trị giá 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 19047, 31728, 39011, 72689, 91356, 01205, 14317. Giải 3, trị giá 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 15799, 71582. Giải nhì, trị giá 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 17822. Giải nhất, trị giá 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 65051. Giải đặc biệt, trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 836464. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 836464. Kênh xổ số miền Nam, kết quả xổ số hôm nay. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi kết quả xổ số ngày hôm nay. Nếu thấy thông tin đáng chú ý, hãy bấm nút đăng ký và ấn phím chuông để nhận được thông báo cập nhật kết quả xổ số mới nhất. Và đừng quên bấm nút thích bên dưới để ủng hộ kênh phát triển hơn. Chúc mọi người sẽ được thần tài gõ cửa trong một ngày gần nhất. Mến chào và hẹn gặp lại!